Dạ, em kính chào thầy và mình chào các bạn. Em là Hồng Loan, đến từ lớp trong nhánh K44. Sau đây em xin phép được trình bày về một xét nghiệm máu. Ở cương vị là một nhân viên y tế, đứng trước bệnh nhân suy hô hấp với các triệu chứng lâm sàng như thở nhanh nông, co kẹo cơ hấp phụ, Kussmaul, Chernstorff dẫn đến khó thở, tím tái, mạch nhanh, huyết áp tăng. Ở giai đoạn đầu, rối loạn tâm thần, thần kinh thì vật vã, kích thích, lơ mơ, hôn mê, vân vân, đặc biệt là SpO2 dưới 90%, thì ta phải làm gì? Câu trả lời là ta phải tiến hành lấy khí máu động mạch gấp để phân tích, đánh giá chính xác tình trạng bệnh nhân, từ đó có hướng xử trí chuẩn xác, giúp cứu sống bệnh nhân. Và đó cũng chính là bài giảng hôm nay em muốn trình bày. Đó là bài khí máu động mạch, atrial blood gases, viết tắt là ABG. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ hai vấn đề ha. Thứ nhất là ABG là gì? Và thứ hai là khi cầm một kết quả xét nghiệm máu động mạch trong tay, ta đọc như thế nào để chẩn đoán chính xác? Ta đi đến khái niệm. ABG đơn giản là sự đo lường tính chất axit hay kiềm của máu, cũng như là sự đo lường các khí như oxy và CO2. Bên tay phải, đây là cái thông số gồm FiO2, pH, PaO2, PCO2, HCO3 trừ, Be, OxyCell, Natri cộng, Kali cộng, Clo trừ, Glucose, Lactate. Trong các cái thông số này thì có bốn cái thông số quan trọng. Đó là gì? Thứ nhất là pH. Thứ hai là PaCO2. Thứ ba là HCO3 trừ. Thứ tư là PaO2. Đầu tiên ta đi đến pH. pH không có đơn vị đo. Số đo được sinh ra dựa trên độ hoạt động của các ion hydro trong dung dịch. Và vì vậy là độ axit hay bazơ của nó, bình thường pH là 7,35 đến 7,45. Nếu vượt 7,45, ta gọi đó là kiềm máu. Nếu thấp hơn 7,35 thì đó là toan máu. Thứ hai, ta đến với PaCO2. PaCO2 là áp lực riêng của CO2 trong máu động mạch, bình thường là từ 35 đến 45. Điều mình muốn nói ở đây là CO2 không phải là một axit. Tuy nhiên, tổng lượng CO2 tỷ lệ thuận với tổng ion H cộng được tạo ra trong máu. Nếu như mà CO2 trong máu càng tăng thì càng có tính axit nhiều hơn. Thứ ba, ta nói đến HCO3 trừ. HCO3 hay là bicarbonate, bình thường là từ 22 đến 26, được kiểm soát bởi thận, giúp duy trì pH trong giới hạn bình thường. Phổi và thận kết hợp với nhau để giữ pH ổn định. Nếu như mà CO2 liên quan đến axit thì HCO3 trừ, ta nghĩ ngay đến kiềm. Nếu như mà trong máu HCO3 càng tăng thì máu càng có tính kiềm. Cuối cùng, ta đi đến PaO2. PaO2 là áp lực riêng của oxy trong máu động mạch. Ở đây ta nói đến là oxy hòa tan. PaO2 quyết định bởi SaO2, chúng tỷ lệ thuận với nhau trừ trường hợp bất thường hemoglobin. Giá trị bình thường là từ 80 đến 100 mm thủy ngân. Nhưng tối thiểu để cứu sống bệnh nhân thì PaO2 không được dưới 60 mm thủy ngân. Nếu ở dưới mức này thì bệnh nhân sẽ chết. Ta nói thêm một chút xíu về PaO2. PaO2 được điều hòa bởi phổi. Khi đọc khí máu động mạch, chúng ta không thực sự cần số đo PaO2 này, mà PaO2 chỉ đơn giản cho ta biết bệnh nhân có giảm oxy máu hay không thôi. Ta nhắc lại, nhìn vào pH cho ta biết toan hay là kiềm máu, nhìn vào PaCO2 liên quan đến axit, nhìn vào HCO3 trừ liên quan đến kiềm. Lưu ý một chút xíu về pH. pH máu phụ thuộc vào sự cân bằng của CO2 và HCO3 trừ. Sự thay đổi lượng CO2 sẽ không dẫn đến sự thay đổi pH nếu nó đi kèm với sự thay đổi HCO3 trừ giữ cân bằng và ngược lại. Chính hai hệ thống hô hấp và thận giúp chịu trách nhiệm duy trì pH của máu. Trước khi ta xem cái kết quả của cái khí máu động mạch này thì ta cần phải vượt qua ba bước, đó là đọc khí máu động mạch. Thứ nhất là xác định toan hay là kiềm máu thì ta dựa vào pH. Thứ hai là xác định hô hấp hay là chuyển hóa, ta dựa vào PaCO2 hay HCO3 trừ. Thứ ba là xác định có bù hay là không bù.
Đây là kết quả, kết luận sau khi mà xét nghiệm khí máu động mạch. Có 3 từ ta cần lưu ý ở đây, đó là compensated là có bù, incompensative là không bù và polycompensative là bù một phần. Để mà đọc tốt APG mà không cần phải học thuộc bằng tên thì mình mời các bạn đi vào ví dụ cụ thể để mà dễ hiểu hơn ha. Ta cùng đọc ha. Rồi ta nhớ lại 3 bước. Thứ nhất là nhìn vào pH 7,33. 7,33 bé hơn 7,35 ở mức bình thường. Nên ta đây là toàn máu. PCO2 29 bé hơn 35. Đây có tính axit thấp. Ta bỏ qua này. Ta nhìn vào HCO3 trừ là 16. Đây chính là một chốt. HCO3 trừ là 16 bé hơn 22. Thì đây là toán chuyển hóa phù hợp với pH. Ta hỏi CO2 có bù không? Trả lời là CO2 giảm xuống để bù lại với HCO3 trừ. Nhưng bù có đủ không? Nhìn vào pH 7,33, nó chưa đạt ở cái mức bình thường là từ 7,35 đến 7,45. Nên ta kết luận đây là toán chuyển hóa có bù một phần. Đáp án D. Ta tiếp tục câu tiếp theo ha. Nhìn vào chỉ số pH 7,4, PCO2 40, HCO3 trừ 24. Ta thấy các chỉ số này đều là nằm ở mức bình thường. Hai câu số 9 ha. pH là 7,12, toán máu. PCO2 60, lớn hơn 45. Toán hô hấp phù hợp với pH. HCO3 trừ 26, lớn hơn 29, lớn hơn 26. Đây là kiềm, bù trừ cho PCO2. Bù trừ có đủ không? Nhìn vào pH 7,12, ta thấy chưa đúng mức bình thường là từ 7,35 đến 7,45. Nên ta kết luận đây là toán hô hấp một phần. Đáp án C. Mình nghĩ là các bạn chắc là cũng đã quen rồi. Bây giờ mình đi nhấn tận cái câu số 10 ha. Nhìn vào pH 7,48, kiềm máu. PCO2 30, bé hơn 35, kiềm hô hấp. HCO3 trừ là 23, bình thường. Nó không có bù trừ gì cho PCO2 cả. Cho nên ta kết luận đấy là kiềm hô hấp không bù. Đáp án B. Tương tự những câu khác. Mình hy vọng các bạn bỏ túi ngay những cái điều mà bạn cảm thấy hay hôm nay để có cái cách đọc khí máu động mạch riêng cho mình, từ đó có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.